Thưa quý vị, đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 trên địa bàn tỉnh Long An đã sẵn sàng, đảm bảo các điều kiện trang thiết bị, phương tiện cho kỳ thi gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm nay thì toàn tỉnh có trên 16.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi ở 15 huyện, thị xã thành phố. Ngoài việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp trang bị các thiết bị vật tư thực hiện phòng dịch như là máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, hệ thống nước rửa tay hộp vệ sinh. Với trên 720 phòng thi, 47 phòng chờ, mỗi điểm thi bố trí từ 1 đến 2 phòng thi dự phòng, nên ngành giáo dục đã huy động được lực lượng cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi với hơn 2.500 người bên cạnh đó ngành giáo dục cũng tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra tại các điểm thi bảo đảm công tác tổ chức kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch an toàn và chất lượng